Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với kênh Phong thủy may mắn. Tôi là Như Quỳnh, trợ lý của thầy Gia Cát. Rất vui được gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo của kênh Phong thủy may mắn. Ngày hôm nay, tôi sẽ cùng quý anh chị tìm hiểu về chủ đề cát hung vận khí từng hướng đối với tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 và phương pháp chấn hưng trạch đất cho từng hướng nhà. Với video này thì Phong thủy may mắn mong muốn có thể giúp anh chị đón được may mắn tài lộc, mang lại bình an, gia đạo an khang thịnh vượng, biết được cách thức sử dụng những phương án phong thủy để áp dụng cho chính căn nhà của mình. Như quý vị đã biết, khi mà xây dựng mới hoặc là phân tích chi tiết một căn nhà đã xây xong, các phong thủy sư hay là thầy phong thủy sẽ cần tìm hiểu phân tích hình thế của con sông, dãy núi, con đường, kiến trúc về địa hình, thế đất xung quanh đó để biết được sự tác động tốt xấu của nó tới căn nhà đang chuẩn bị xây dựng hoặc là căn nhà bạn đang sinh sống. Việc khảo sát như vậy là cần thiết đối với tất cả mọi căn nhà, cũng như là để các phong thủy sư thu thập tư liệu trước khi đưa ra những lời tư vấn hỗ trợ hợp lý cho gia chủ. Đối với những trường phái khác nhau sẽ có những cách phân tích khác nhau, nhưng vô hình chung cần tuân theo những quy chuẩn chung trong phong thủy, gọi là các thế sát loan đầu. Ngoài các nguyên tắc chung về hình thế loan đầu thì sẽ còn một phần khác cần xét tới khi mà các phong thủy sư phân tích cách của căn nhà của bạn, đó là phần lý khí. Khí trong phong thủy là cốt lõi của nguyên lý hoạt động và vạn vật. Bởi khí là nguyên bản của vạn vật, khí thông thường chỉ là một loại vật chất vô cùng nhỏ bé, là nguồn gốc cấu thành vạn vật trên thế giới. Theo như cách giải thích của các nhà tư tưởng duy vật cổ đại, không gian vũ trụ có khí trước rồi mới có vạn vật. Vương Xung Tề Đông Hán trong cuốn sách Luận Hành Tự Nhiên Thiên có viết rằng: "Thiên địa hợp khí, vạn vật tự sinh", có nghĩa là trời đất hợp khí, vạn vật tự sinh. Còn trong sách Tế Thế Thiên lại viết: "Vạn vật chi sinh câu đạt nhất khí, khí chi bạc ác vạn vật nhược nhất". Vạn vật được sinh ra chỉ cùng từ một thể khí. Các thầy sẽ dựa vào lý thuyết âm dương ngũ hành, bát quái tinh tượng làm cơ sở luận đoán, đưa ra ý kiến của mình về thông tin trạch đất của nhà mình. Khi kết hợp với cả hai thông tin trên thì các phong thủy sư sẽ đưa ra thông tin chính xác nhất về trạch đất nhà bạn, cũng như là đưa ra các phương án hỗ trợ tốt nhất về phương án xây dựng cũng như tu tạo sửa chữa cho căn nhà của mình. Đối với những căn nhà có thông tin xấu, chịu phải các xung sát xung quanh, các hướng nhà không hợp với tuổi của gia chủ sẽ cần có phương án chấn hưng trạch đất, hay còn gọi là chấn trạch hợp lý, để phù long tương chủ, giữ vững chân long, đảm bảo cho căn nhà được bảo hộ, đồng thời giúp những thành viên sống trong căn nhà đó có được sức khỏe an lành, gặp thuận lợi trong công việc, học tập và đời sống hàng ngày, gia đạo an lành, thịnh vượng, phát triển hơn. Sau đây sẽ là chia sẻ của thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt về vấn đề chấn trạch cho căn nhà đã và đang xây dựng hoặc tiến hành vào ở cho gia chủ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000. Đối với nam mạng, Canh Thìn sinh năm 2000 là cung ly hỏa, xét theo cung mệnh thuộc đông tứ mệnh, vì vậy hợp với bốn hướng tốt, đó là nam phục vị, đông nam thiên y, bắc diêm niên, đông sinh khí. Ngoài ra sẽ cần tránh bốn hướng xấu, đó là đông bắc hỏa hại, tây bắc tuyệt mệnh, tây nam lục sát, tây ngũ quỷ. Sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết về 8 hướng kết hợp với gia chủ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 để có phương án hóa giải hợp lý cho từng hướng nhà. Hướng đông bắc gồm ba sơn, sửu, cấn, dần, có giải độ số từ 22,5 đến 67,5 độ. Tuổi Canh Thìn sinh năm 2000, nam mạng xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này phạm phải họa hại thuộc đông tứ trạch nên không hợp hướng, mà họa hại là sau lộc tổn thuộc thổ hướng tây nam, tự quái là khôn, chủ về tổn thương cơ thể suy yếu, dễ nản trí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng. Nếu vì lý do nào đó gia chủ vẫn quyết định xây dựng, sửa chữa và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải, đó là chấn trạch trước khi xây nhà để làm vững chân long, gia chung hòa hợp, tăng cường sức khỏe. Được sự hỗ trợ và tư vấn của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt, Phong thủy may mắn sẽ đưa ra các phương án hóa giải đối với hướng nhà này như sau. Phương án thứ nhất, nếu có điều kiện nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành hợp hướng với mình hơn, kèm với đó là sự bố trí sắp xếp hợp lý cả về phong thủy và kiến trúc, khiến gia đình hưng thịnh, gia đạo an vui. Phương án thứ hai là sử dụng phương pháp chấn trạch vượng long tương chủ, phù long bổ sơn, kết hợp với thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn, cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa gặp phải. Đối với gia đình theo đường quan vận thì bộ chấn trạch thường được sử dụng trong trường hợp này sẽ là bộ chấn trạch kim quy chấn sát, ấm long vượng địa, hóa giải xung sát, hòa hợp gia đạo. Phương pháp chấn trạch này giúp trạch đất được bình an, mạch khí được bền vững, hóa giải sát khí, âm khí, giảm thiểu tối đa các ảnh hưởng khi các công trình lân cận tu tạo, xây mới nhà cửa, tăng phúc tài lộc thọ cho người cư trú. Bộ chấn trạch là sự kết hợp của bốn linh vật kim quy chấn tại tứ chấn của trạch đất nhà bạn muốn xây dựng hoặc là căn nhà đang ở, tạo sự vững vàng cho chân long nhà bạn, giúp phù long tương chủ bổ sơn. Cùng với đó là sự kết hợp với một long quy tại chính giữa để tạo thành bộ ngũ phúc, hay còn gọi là ngũ phúc lâm môn, gồm tài lộc, sức khỏe, quý nhân, gia đạo và thọ niên.
Kim Quy là một trong bốn tứ linh Long Ly Quy Phụng Mang. Đây là bốn linh vật có sức mạnh phi thường, tượng trưng cho trời đất, có ý nghĩa lớn trong phong thủy. Kim Quy là biểu tượng của sự thanh cao, thoát tục, trường thọ, là món quà của sự bách niên dài lão. Theo truyền thuyết thì Long sinh cửu phẩm 9 đứa con, mỗi phẩm là một tính cách khác nhau. Trong 9 con của rồng thì chỉ có con thứ tư tên là Bá Hạ, thích mang vật nặng, ngoại hình giống rùa, đầu thì giống rồng. Trong dân gian thì các con rùa lớn linh thiêng cũng được gọi là Long Quy. Trong truyền thuyết cổ của Trung Quốc cũng có nói đến nữ oan nương nương dùng bốn chân của Long Quy để chống bốn góc trời bị cộng công húc nghiêng lệch. Cũng vì Long Quy thích mang vật nặng, ngụ ý giúp con người chống lại sát khí, giảm tai ương, nên Long Quy thường dùng để trấn trạch hưng gia, nó cũng đem lại phúc trạch giúp cho cuộc sống tốt hơn. Cùng với đó sẽ sử dụng khi làm ổ đặt các linh vật xuống dưới, sẽ sử dụng đá thạch anh phù hợp với từng phương vị để trải ổ cho linh vật, có tác dụng kích bổ khí, vượng khí, cát khí cho trạch đất. Đặc biệt các linh vật khi mà sử dụng để trấn trạch, các thầy trong Hiệp hội Tâm linh Việt hỗ trợ bao sái, tẩy uế, nạp cốt, khai quang, nạp chú chỉ lực, xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của gia chủ và văn lễ nghi thức đầy đủ để gia chủ có thể tiến hành trấn trạch cho trạch đất nhà mình. Đối với những gia đình kinh doanh buôn bán hoặc xây dựng để tiến hành mở cửa hàng công ty thì bộ trấn trạch được sử dụng trong trường hợp này sẽ là bộ trấn trạch Kim Quy, trấn giữ tài lộc, kỵ tà hóa sát, hóa giải thị phi, chiêu thêm tài lộc cho gia chủ. Bộ trấn trạch này về cơ bản sẽ đầy đủ như bộ trấn trạch Kim Quy, trấn sát kỵ hung, hóa giải thị phi, hòa hợp gia đạo, và sẽ thay linh vật Long Quy tại chính giữa trạch đất bằng một tụ bào tài. Trong phong thủy, kích hoạt tài lộc hay là yếu tố tụ tài tăng cường các khí vượng khí cùng với hóa giải sát khí là được ưu tiên. Trong dân gian thường sử dụng pháp khí là tụ bảo tài trong việc để tích trữ, lưu trữ tài lộc trong nhà, trong cơ quan hay là để trấn sát cho những trường hợp cửa chính thông với cửa ban công ở chung cư, cửa chính thông với cửa phụ, hoặc những gia đình làm ra nhiều của cải nhưng không có sự tích trữ thì việc dùng tụ bảo tài là rất tốt. Tụ bảo tài được chế tác từ bạch ngọc có tính dương khí cực mạnh, ngoài việc trấn giữ ra còn có tác dụng chiêu hút, tăng cường thêm tài lộc trong gia đình. Bên cạnh tụ bảo tài, sử dụng quay bằng đồng vàng có tượng là hổ phù có tác dụng trấn sát cho việc ngăn cản kẻ tiểu nhân quấy phá hoặc những người có ý định muốn thu cướp, chiếm giữ, chiếm đoạt tài sản của gia chủ. Ngoài ra, hình mây tứ pháp là những hình tượng trong đạo Phật cũng như là trong phong thủy ở bên dưới của tụ bảo tài có tác dụng kỵ tà hóa sát. Hướng Tây gồm ba sơn Canh, Dậu, Tân, có giải độ số theo La Kinh từ 112,5 cho đến 157,5 độ. Tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 nam mạng, khi xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này thuộc Tây Tứ Trạch nên không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thổ hỏa, tượng quái là Ly, chủ về nóng đẩy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dạy. Hơn nữa, nếu cố tình bất chấp xây dựng sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Nếu điều kiện không cho phép mà bắt buộc bạn cần xây dựng, tu sửa hoặc ở trong căn nhà hướng này, cần có phương án tối ưu trấn trạch để vượng long phù sơn, mang lại bình an, may mắn cũng như tài lộc cho gia đạo nhà mình. Đối với gia đình theo đường quan vận thì bộ trấn trạch thường được sử dụng trong trường hợp này sẽ là bộ trấn trạch Kim Quy, trấn sát kỵ hung, hóa giải thị phi, hòa hợp gia đạo. Đối với những gia đình kinh doanh buôn bán hoặc xây dựng để tiến hành mở cửa hàng công ty thì bộ trấn trạch được sử dụng trong trường hợp này sẽ là bộ trấn trạch Kim Quy, trấn giữ tài lộc, kỵ tà hóa sát, hóa giải thị phi, chiêu thêm tài lộc cho gia chủ. Về hướng Tây Bắc gồm ba sơn Tuất, Càn, Hợi, có giải độ số từ 292,5 đến 337,5 độ. Với các bạn Canh Thìn sinh năm 2000, xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này thuộc Tây Tứ Trạch, không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh. Mặt tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc Kim, tượng quái là Đoài, chủ về xung đột, nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Hơn nữa, nếu cố tình bất chấp xây dựng sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Được sự hỗ trợ và tư vấn của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt, phong thủy may mắn sẽ đưa ra các phương án hóa giải đối với hướng nhà này như sau. Phương án thứ nhất, nếu có điều kiện nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành hợp hướng với mình hơn. Kèm với đó là sự bố trí sắp xếp hợp lý cả về phong thủy và kiến trúc, khiến gia đình hưng thịnh, gia đạo yên vui. Còn phương án thứ hai là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long tương chủ, phù long bổ sơn, kết hợp với thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa gặp phải. Trong trường hợp này, đối với gia đình theo đường quan vận thì bộ trấn trạch thường được sử dụng đó là bộ trấn trạch Kim Quy, trấn sát kỵ hung, hóa giải thị phi, hòa hợp gia đạo. Đối với những gia đình kinh doanh buôn bán hoặc xây dựng để tiến hành mở cửa hàng công ty thì bộ trấn trạch được sử dụng trong trường hợp này sẽ là bộ trấn trạch Kim Quy, trấn giữ tài lộc, kỵ tà hóa sát, hóa giải thị phi, chiêu thêm tài lộc cho gia chủ. Hướng Nam gồm ba sơn Bính, Ngọ, Đinh, có giải độ số từ 157,5 tới 202,5 độ. Tuổi Canh Thìn sinh năm 2
2.000 nam mạng xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này thuộc đông tứ trạch hợp hướng được phục vị nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi, phục vị là sao tả bồ thuộc mộc hướng đông nam tượng quý là tốn, chủ vị khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị sao trước rồi mới bình thiên hạ. Theo cửu cung phi tinh đồ, năm nay sao nhị hắc bệnh phù sẽ đáo về phương vị này. Sau này chủ vị thị phi gặp nạn mất máu, bệnh tật tai ách cũng như sức khỏe, có ảnh hưởng không tốt tới gia đạo. Trong nhà nếu có người lớn tuổi sẽ cần chú ý nhiều hơn. Hướng đông bao gồm ba sơn, giáp, mão, ất, có giải độ số từ 67,5 đến 112,5 độ. Nam mạng canh thìn sinh năm 2000 xây nhà và ở hướng này thuộc đông tứ trạch hợp hướng được sinh khí, rất cát lành. Vì sinh khí tượng là sao tham lam thuộc mộc hướng đông tượng quý là chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Ngoài ra, gia chủ cũng cần phải chú ý theo cửu cung phi tinh đồ thì năm nay sao ngũ hoàng đại sát sẽ đáo về phương vị này. Sau này chủ vị thị phi gặp nạn mất máu, bệnh tật tai ách cũng như sức khỏe có ảnh hưởng không tốt tới gia đạo. Hướng bắc bao gồm ba sơn nhâm tý quý có giải độ số từ 337,5 đến 22,5 độ. Tuổi canh thìn sinh năm 2000 nam mệnh khi xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này thuộc đông tứ trạch hợp hướng được diên niên. Đây là sao vỗ khúc thuộc kim hướng tây bắc tượng quái là càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Theo cửu cung phi tinh đồ, năm nay sao tam bích sẽ đáo về phương vị này. Sau này chủ về thị phi có ảnh hưởng không tốt tới gia đạo, nhất là đối với những gia chủ theo đường quan vận. Hướng đông nam gồm ba sơn, thìn, tốn, tỵ sẽ có giải độ số từ 112,5 đến 157,5 độ. Tuổi canh thìn sinh năm 2000 nam mạng khi xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này thuộc đông tứ trạch nên hợp hướng được thiên y, thuộc sao cự môn thổ hướng đông bắc tự quái là cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài, phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung, nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Do bốn hướng nhà này hợp với tuổi của trạch chủ nên theo lưu niên từng năm khi có các sao tốt đáo tới thì sẽ tốt, cát lành, bình an, phát triển thuận lợi nhanh chóng. Nếu những hướng này có xấu thì hợp với cái xấu, khiến gia đạo không bình an, hung hỏa khôn lường, nhẹ thì thị phi bủa vây, nặng thì gặp nạn mất máu, tổn thất nhân đinh. Vì vậy với những hướng nhà hợp với tuổi của gia chủ, thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt đưa ra phương án tối ưu cho gia chủ là sẽ sử dụng bộ trấn trạch hoa mai, trấn sát, kỵ tà, chiêu tài, nạp phúc. Bộ trấn trạch này sẽ tiến hành trấn trạch sau khi đổ móng và chuẩn bị lên cột ở dưới chân của các cột trụ lớn trong căn nhà đang xây dựng. Kết hợp với đó sẽ là sử dụng thêm phần gạo vàng thần tài để trải ổ cho hoa mai, tạo thành trận đồ bao bọc xung quanh căn nhà của mình, có tác dụng trấn sát kỵ tà, hóa giải thị phi, chiêu cát khí, vượng khí cho căn nhà của bạn. Từ xa xưa, hoa mai là biểu tượng cho ngày Tết, biểu trưng cho sự ấm no, hạnh phúc, viên mãn tràn đầy của gia đình người Việt. Được chế tác từ đồng đỏ nguyên chất và mạ vàng 18K bên ngoài, đã được sự hỗ trợ của thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt hỗ trợ bao sái, tẩy uế, nạp cốt, thay quang, nạp chú chỉ lực, xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của gia chủ để vật phẩm mang cho mình phần linh lực mạnh mẽ. Đồng tiền hoa mai hay còn gọi là hoa mai kim tiền có công dụng rất phổ biến là giải trừ tiểu nhân, tránh thị phi. Ngoài ra, tiền hoa mai còn mang một số ý nghĩa đặc biệt. Mai hoa kim tiền là đồng tiền bằng đồng hình hoa mai năm cánh, một mặt chạm ngũ tự gồm thọ, sống lâu, mệnh, số mạng, phú, giàu có, quý, thăng tiến và trường là lâu dài trên mỗi cánh hoa. Mặt hình đỉnh tiền vàng tượng trưng cho mong cầu vinh hoa phú quý, tài lộc sung vầy, gia đạo bình an. Con rơi trong phong thủy còn gọi là phúc tinh, tượng trưng mong cầu về phúc phần cho gia đạo, giúp gia đạo an khang, gia đình hạnh phúc. Con hươu còn có tên gọi khác là lộc thần, là linh vật mang tới tài lộc, sức khỏe và sự thịnh vượng. Chim khách là linh vật tượng trưng cho quý nhân, ẩn ý mong cầu sẽ có quý nhân tương trợ giúp đỡ cho mình. Quả đào là biểu tượng cho sự trường thọ, sức khỏe cho phong thủy, thể hiện mong cầu may mắn về sức khỏe cho gia chủ và gia đình luôn viên mãn. Hướng tây nam bao gồm ba sơn mùi khôn thân, có giải độ số từ 202,5 đến 247,5 độ. Người tuổi canh thìn sinh năm 2000 nam mạng khi xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này thuộc tây tứ trạch không hợp hướng, phạm lục sát, mà lục sát là sao văn khúc thuộc tủy tự quái là khảm, chủ về thị phi khiến tâm lý luôn rơi vào trạng thái rối loạn, bất an, không tập trung vào công việc, khiến tài vận đi xuống. Nếu kết hợp với phần hình thế loan đầu xung quanh căn nhà kém hoặc xấu sẽ dẫn tới nguy hại với những người sinh sống làm việc trong căn nhà đó, nhất là những gia chủ đang theo đường quan vận thì sẽ càng cần đặc biệt chú ý. Nếu muốn xây dựng tu tạo hay đang sinh hoạt trong những căn nhà
nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng. Nếu vì lý do nào đó gia chủ vẫn quyết định xây dựng, sửa chữa và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải là chấn chạch trước khi xây nhà để làm vững chân long, gia chung hòa hợp, tăng cường sức khỏe. Được sự hỗ trợ và tư vấn của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt, Phong thủy May mắn sẽ đưa ra các phương án hóa giải đối với hướng nhà này như sau. Phương án thứ nhất, nếu có điều kiện nên bán đi, mua ở nơi khác cắt lành hợp hướng với mình hơn. Kèm với đó là sự bố trí sắp xếp hợp lý cả về phong thủy và kiến trúc, khiến gia đình hưng thịnh, gia đạo yên vui. Còn phương án thứ hai là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long tương chủ phủ long bổ sơn kết hợp với thiết kế lại bố cục phong thủy. Theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy May mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa gặp phải. Trong trường hợp này, đối với gia đình theo đường quan vận thì bộ trấn trạch được sử dụng sẽ là bộ trấn trạch kim quy trấn sát kỵ hung, hóa giải thị phi, hòa hợp gia đạo. Đối với những gia đình kinh doanh buôn bán hoặc xây dựng để tiến hành mở cửa hàng công ty thì bộ trấn trạch được sử dụng sẽ là bộ trấn trạch kim quy trấn giữ tài lộc, kỵ tà hóa sát, hóa giải thị phi, chiêu thêm tài lộc cho gia chủ. Đối với nữ mạng Canh Thìn sinh năm 2000 sẽ là cung càn kim. Xét theo cung mệnh thuộc Tây tứ mệnh, vì vậy hợp với bốn hướng tốt đó là Tây Bắc phục vị, Đông Bắc thiên y, Tây Nam diên niên, Tây sinh khí. Ngoài ra sẽ cần tránh bốn hướng xấu đó là Đông Nam họa hại, Nam tuyệt mệnh, Bắc lục sát, Đông ngũ quỷ. Hãy cùng Phong thủy May mắn tìm hiểu về cách thức trấn trạch toàn bộ các hướng cho nữ gia chủ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000. Hướng đông gồm 3 sơn giáp Mão Ất có giải độ số từ 67,5 đến 112,5 độ. Nếu mệnh Canh Thìn sinh năm 2000 xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này thuộc đông tứ trạch nên không hợp hướng phạm ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa tượng với là ly. Chủ với nóng này, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng còn cái khó dậy. Nếu kết hợp với phần hình thế loan đầu xung quanh căn nhà kém hoặc xấu sẽ dẫn tới nguy hại với những người sinh sống làm việc trong căn nhà đó. Hơn nữa, nếu xây dựng hoặc tu tạo bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Cùng với đó, theo huyền không phi tinh năm nay, sao Ngũ Hoàng là một trong những hung tinh lớn chủ về thị phi, tai nạn đổ máu, bệnh tật, tai ách cũng như sức khỏe, có ảnh hưởng không tốt tới gia đạo. Về hướng đông nam sẽ gồm 3 sơn Thìn Tốn Tỵ có giải độ số từ 112,5 đến 157,5 độ. Quỷ Canh Thìn sinh năm 2000 nữ mệnh xây nhà vào hướng này thuộc đông tứ trạch không hợp hướng phạm họa hại, mà họa hại là sao Lộc Tồn thuộc thổ, hướng tây nam tượng với là khôn, chủ về tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ. Nếu kết hợp với phần hình thế loan đầu xung quanh căn nhà kém hoặc xấu sẽ dẫn tới nguy hại với những người sinh sống làm việc trong căn nhà đó. Hướng Bắc bao gồm 3 sơn Nhâm Tý Quý có giải độ số từ 337,5 đến 22,5 độ. Tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 nữ mạng xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này thuộc đông tứ trạch không hợp hướng phạm lục sát, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc thủy, tượng quái là khảm, chủ về thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc khiến tài vận đi xuống. Nếu kết hợp với phần hình thế loan đầu xung quanh căn nhà hoặc là bố trí phong thủy trong nhà không được đắc phạm phải nhiều phần nội sát hoặc xấu, sẽ dẫn tới nguy hại với những người sinh sống làm việc trong căn nhà đó. Cùng với đó, theo huyền không phi tinh năm nay, sao Tam Bích chủ về kiện tụng thị phi, tranh chấp trộm cướp sẽ đáo tới phương này, sẽ cần phải đặc biệt chú ý. Nếu kết hợp với phần hình thế loan đầu xung quanh căn nhà kém hoặc xấu sẽ dẫn tới nguy hại với những người sinh sống làm việc trong căn nhà đó. Tiếp theo là hướng nam gồm 3 sơn Bính Ngọ Đinh từ 157,5 đến 202,5 độ. Nếu mệnh tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 xây nhà hoặc sinh hoạt trong căn nhà hướng này thuộc đông tứ trạch không hợp hướng phạm tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc kim tượng quái là đoài, chủ về xung đột nhiều khó khăn, dễ tai nạn lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Nếu kết hợp với phần hình thế loan đầu xung quanh căn nhà hoặc bố trí phong thủy trong nhà không được đắc phạm phải nhiều phần nội sát hoặc là xấu sẽ dẫn tới nguy hại với những người sinh sống làm việc trong căn nhà đó. Cùng với đó, theo huyền không phi tinh năm nay, sao Nhị Hắc Bệnh Phù đang thấp lệnh chủ về bệnh tật tai ách cũng như sức khỏe, có ảnh hưởng không tốt tới gia đạo. Nếu xây dựng hoặc tu tạo bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Với sự hỗ trợ và tư vấn của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt, Phong thủy May mắn sẽ đưa ra các phương án tối ưu nhất đối với bốn hướng nhà, ngũ quỷ, họa hại, lục sát và tuyệt mệnh này sẽ như sau. Phương án thứ nhất, nếu có điều kiện nên bán đi mua ở nơi khác cắt lành hợp hướng với mình hơn, kèm với đó là sự bố trí sắp xếp hợp lý cả về phong thủy và kiến trúc, khiến gia đình hưng thịnh, gia đạo an vui. Phương án thứ hai là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long tương chủ phủ long bổ sơn kết hợp với thiết kế lại bố cục phong thủy. Theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy May mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa gặp phải. Trong trường hợp này, đối với gia đình theo đường quan vận thì bộ trấn trạch được sử dụng sẽ là bộ trấn trạch kim quy trấn sát kỵ hung, hóa giải thị phi, hòa hợp gia đạo.
Đối với những gia đình kinh doanh buôn bán hoặc xây dựng để tiến hành mở cửa hàng công ty thì bộ trấn trạch được sử dụng trong trường hợp này sẽ là bộ trấn trạch kim quy trấn giữ tài lộc, kỵ tà hóa sát, hóa giải thị phi, chiêu thêm tài lộc cho gia chủ. Hướng Tây Nam bao gồm ba sơn Mùi, Khôn, Thân có giải độ số từ 202,5 đến 247,5 độ. Với nữ mạng Canh Thìn sinh năm 2000 xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh nên hợp hướng với tuổi của gia chủ thuộc cung Diên Niên. Đây là sao vũ khúc thuộc kim hướng Tây Bắc tự quái là càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Sao vũ khúc còn mang đặc tính của sao văn xương sẽ rất tốt nếu gia chủ kích hoạt được. Hướng Đông Bắc bao gồm ba sơn Sửu, Cấn, Dần, hướng này có giải độ số từ 22,5 đến 67,5 độ. Nếu mệnh tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh nên hợp hướng với tuổi của trạch chủ được thiên y, mặt thiên y thuộc sao Cự Môn Thổ hướng Đông Bắc tượng quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Về hướng Đông Nam thì có ba sơn Thìn, Tống, Tỵ có giải độ số từ 112,5 đến 157,5 độ. Tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 nữ mạng khi xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng với tuổi của trạch chủ được phục vị, mà phục vị là sao Tả Bồ thuộc mộc hướng Đông Nam tượng quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ. Hướng Tây bao gồm ba sơn Canh, Dậu, Tân có giải độ số theo la kinh từ 247,5 đến 292,5 độ. Tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 nữ mạng ở trong căn nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh nên hợp hướng với tuổi của trạch chủ được sinh khí, vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc mộc hướng Đông tự quý là Trấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Nếu học không vào khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa bàn học dừng ngủ tại sinh khí sẽ giải. Do bốn hướng nhà này hợp với tuổi của trạch chủ nên theo lưu niên từng năm, khi có các sao tốt đáo tới thì sẽ tốt, cát lành, bình an, phát triển thuận lợi, nhanh chóng. Nếu những hướng này có xấu thì hợp với cái xấu khiến gia đạo không bình an, hung họa khôn lường, nhẹ thì thị phi bùa vây, nặng thì sẽ gặp nạn mất máu, tổn thất nhân đinh. Vì vậy, với những hướng nhà hợp với tuổi của gia chủ, thầy Sa Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt đưa ra phương án tối ưu cho gia chủ là sẽ sử dụng bộ trấn trạch hoa mai, trấn sát, kỵ tà, chiêu tài, nạp phúc. Bộ trấn trạch này sẽ tiến hành trấn trạch sau khi đổ móng và chuẩn bị lên cột ở dưới chân của các cột trụ lớn trong căn nhà đang xây dựng. Kết hợp với đó là sẽ sử dụng thêm phần gạo vàng thần tài để trải ổ cho hoa mai, tạo thành trận đồ bao bọc xung quanh căn nhà của mình, có tác dụng trấn sát, kỵ tà, hóa giải thị phi, chiêu cát khí, vượng khí cho căn nhà của bạn. Vừa rồi Phong thủy may mắn đã phân tích các hung vận khí từng hướng đối với tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 và phương pháp trấn hưng chặt đất cho từng hướng nhà. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện như đồng thổ, tu tạo, sửa chữa, xem ngày cưới hỏi cũng như là những vấn đề liên quan tới phong thủy, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Thầy Sa Cát và đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉ về phong thủy chính tông môn phái. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi phong thủy ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống.